Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, hết 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 7,88%, trong khi cùng kỳ của năm 2016 và năm 2017 lần lượt là 8,2% và 9,06%. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm là 17%, giảm so với mức 18,2% của năm ngoái. Câu hỏi đặt ra là vì sao tín dụng tăng chậm trong nửa đầu năm 2018 và kịch bản cho tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm nay? Chuyên đề tạp chí Ngân hàng ngày hôm nay sẽ đề cập tới tất cả những vấn đề trên. Trước hết, mời quý vị cùng nhìn lại kết quả điều hành chính sách tín dụng 6 tháng đầu năm qua phần tổng hợp ngay sau đây. "7,88% là con số tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018 theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong khi cùng kỳ của năm 2016 và 2017 lần lượt là 8,214% và 9,06%. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước đặt ra cho cả năm là 17%, giảm so với mức 18,2% của năm ngoái. Cụ thể, 23 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính có dư nợ cho vay khách hàng đến cuối tháng 6 đạt 4,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm. Trong đó có 11 trên 23 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cho vay khách hàng đạt trên 10%, chỉ có 4 ngân hàng tăng trưởng dưới 5%, trong đó Eximbank và PCBank tăng trưởng âm. TPBank là ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao nhất. Báo cáo tài chính ngân hàng này cho biết dư nợ cho vay cuối tháng 6 đạt 72.918 tỷ đồng, tăng 16,2% so với đầu năm. Trong đó, tăng trưởng tín dụng bất động sản là 3,65%, thấp hơn so với mức tăng 7,34% của cùng kỳ năm ngoái. Tín dụng chính sách xã hội đạt 189.105 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2017. Dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,7%, công nghiệp xây dựng chiếm 41%, thương mại dịch vụ chiếm 36,3%. Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đã giảm tốc. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, kết quả này có được là nhờ vào chính sách kiểm soát tín dụng phát đi từ Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, dòng vốn nội sinh trong nền kinh tế lớn cũng đã phần nào làm giảm được áp lực tín dụng cho các ngân hàng thương mại. 7,08% là mức tăng của tổng sản phẩm trong nước GDP nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất của 6 tháng trong 8 năm vừa qua. Trong đó, 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 649.000 tỷ đồng, tăng 5,3% về số lượng và tăng 8,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 3,4%. Nếu tính cả 1.192,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2018 là 1.841,2 nghìn tỷ đồng. Đây là những con số cho thấy môi trường kinh doanh đang có những cải thiện tích cực, dòng vốn nội sinh đang hỗ trợ tích cực cho hoạt động của các doanh nghiệp. Áp lực cùng vốn từ các ngân hàng thương mại cũng phần nào được giảm bớt. Năm 2018 ấy, thì cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt của chính phủ, đặc biệt là cải thiện cái môi trường kinh doanh và giảm các cái chi phí, cả chi phí chính thức và chi phí không chính thức, để làm sao cho các doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư, dân cư bỏ vốn đầu tư, thì nó dẫn đến một vấn đề thứ nhất, đó là trong nước thì người dân người ta đôi khi cũng mạnh dạn, tiền không ít gửi vào ngân hàng nữa. Đôi khi là một phần là không đầu tư vào chứng khoán vân vân, được rút ra được làm cách này cái khác để bỏ vào sản xuất kinh doanh. Đáng nhẽ người ta vay ngân hàng nhưng bây giờ người ta không vay ngân hàng. Và như vậy thì cái nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế nó đã được có sự dịch chuyển trong tự người dân, trong tự các nhà đầu tư kinh doanh. Và chính điều đó nó tạo ra cái cầu vốn của ngân hàng cũng ít hơn, làm cho cái mức huy động tăng trưởng tín dụng là có phần nó giảm hơn so với những năm trước. Đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã thu hút được 1.362 dự án cấp mới và 507 dự án điều chỉnh vốn và 2.749 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đăng ký là hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Cũng khá nhiều cái nguồn vốn FDI và FII, tức là nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp được chuyển vào trong nước để đầu tư, thì ở một chừng mực nhất định thì rõ ràng là cái kênh này mà đầu tư tăng lên thì rõ ràng kênh mà từ ngân hàng ra thì nó hạn chế đi. Bên cạnh nguyên nhân khách quan về phía các ngân hàng thương mại, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng bằng việc chú trọng phát triển chất lượng tăng trưởng tín dụng thay vì chạy theo số lượng cũng là nguyên nhân khiến cho các ngân hàng thương mại tăng trưởng chậm hơn trong nửa đầu năm 2018.
Chúng ta đã quá nhiều năm tăng trưởng nhanh, trong đó kể cả cái tăng trưởng tín dụng. Đến bây giờ thì cái khả năng hấp thụ vốn, rồi những cái dự án phương án hiệu quả khả thi, rồi cái khả năng tài chính, cái khả năng hoạt động của doanh nghiệp ấy, nó cũng còn rất nhiều cái tồn tại yếu kém. Cho nên nếu cứ tăng trưởng liên tục với một tốc độ cao thì sẽ tạo cái rủi ro rất là lớn. Cộng với cái chuyện là các ngân hàng cũng phải đạt được những cái chỉ tiêu về an toàn vốn, về tăng vốn điều lệ cũng như các cái chỉ tiêu về cho vay huy động thì không thể nào mà tăng trưởng nhanh được, không thể tăng trưởng mạnh như trước đây được. Bản chất chúng ta đang cố gắng tái cấu trúc thị trường vốn và tài chính để dịch chuyển cái áp lực mà cái nguồn cung tiền từ ngân hàng ra thị trường đang khoảng 76-78% để chuyển dịch sang cái thị trường vốn. Thị trường vốn là thị trường chứng khoán và trái phiếu, thì cái việc mà giảm tín dụng là điều hiển nhiên. Đáng chú ý, ngay từ đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng vào khoảng 17%, thấp hơn so với mục tiêu 18-20% của giai đoạn trước. Bên cạnh việc đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn, Ngân hàng Nhà nước còn yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tín dụng cho các lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán hay BOT. Tính tới thời điểm hiện tại, tỷ trọng tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản chỉ chiếm khoảng 7% trong tổng dư nợ nền kinh tế, thấp hơn mức 10% giai đoạn 2016-2017 và thấp hơn nhiều so với mức 31-33% trong giai đoạn 2007-2008. Tín dụng bất động sản tăng chậm, tăng trưởng tín dụng chung giảm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thì hàng năm trong những chỉ đạo điều hành thì Ngân hàng Nhà nước luôn chỉ đạo các tổ tín dụng phải chú trọng cân đối những cái nguồn vốn và sử dụng vốn để sao cho và kiểm soát được cái rủi ro và kiểm soát tín dụng vào những lĩnh vực rủi ro, và ở đây là những cái lĩnh vực như là bất động sản, BOT, rồi là đầu tư chứng khoán, thì nó là những cái lĩnh vực mà rủi ro, đặc biệt là rủi ro về kỳ hạn. Tăng trưởng tín dụng giảm tốc là do Ngân hàng Nhà nước muốn kiểm soát chặt khung tiền M2 và cho vay mới trong bối cảnh lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ khắt khe hơn trong việc cấp thêm các chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng thương mại trong năm nay. Dù tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm 2018 thấp nhất trong vòng 3 năm qua, tuy nhiên vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015. Vâng, thưa quý vị, điểm đáng lưu ý cũng là điểm nổi bật nhất trong bức tranh tín dụng nửa đầu năm nay chính là sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu tín dụng của các ngân hàng thương mại. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Tín dụng tăng chậm so với 2016-2017. Động thái này được các chuyên gia tài chính ngân hàng đánh giá là sát với tình hình thị trường, khi những biến động của thị trường tài chính quốc tế có nhiều chỉ dấu khó lường, tiềm ẩn rủi ro cho điều hành chính sách vĩ mô trong nước. Thị trường bất động sản ít nhiều có tín hiệu tăng nóng. Việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng cũng đang được đẩy mạnh quyết liệt. Vì thế, đưa dòng vốn đi đúng hướng, đúng mục tiêu tăng trưởng tín dụng sẽ góp phần quan trọng đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Điểm nổi bật của ngành ngân hàng từ đầu năm đến nay là dòng vốn đi đúng mục đích với cơ cấu tín dụng có sự dịch chuyển hợp lý hơn. Ngân hàng vẫn thực hiện một chính sách là kiểm soát chặt chẽ với cái việc là sử dụng vốn cho các cái khu vực mà có cái nguy cơ rủi ro cao. Ví dụ như tăng trưởng của bất động sản hay là chứng khoán, hoàn toàn là không nới lỏng cái khu vực này. Do vậy nên tôi cho rằng là cái tăng trưởng chậm ở trong thời gian vừa qua thì cũng không phải là cái dấu hiệu gì chúng ta đáng lo ngại. Đây cũng là một cái điều tôi nghĩ rằng là cái sự tăng trưởng nó ổn định, bền vững. Do vậy cái sự phụ thuộc và cái biến động của thị trường bất động sản sẽ giảm bớt. Trong khi đó các ngân hàng thì đa dạng vào các hoạt động cho vay thực chất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là một số ngân hàng rất là mạnh dạn trong việc cho vay nông nghiệp công nghệ cao. Và do vậy tôi cho rằng với cái sự đa dạng hóa cho vay của các ngân hàng thì sẽ giảm bớt cái rủi ro của cái thị trường tín dụng. Bản thân mỗi ngân hàng thương mại cũng tự điều chỉnh cơ cấu tín dụng trong nửa đầu năm 2018. Cơ cấu tín dụng không chỉ dịch chuyển từ lĩnh vực rủi ro về sản xuất kinh doanh, mà còn dịch chuyển từ tín dụng dành cho doanh nghiệp lớn sang lĩnh vực bán lẻ. Đây cũng là xu hướng phù hợp với thông lệ quốc tế. Đó là chúng tôi thực hiện tái cơ cấu chuyển từ các khoản tín dụng mà có cái độ an toàn cũng như là cái mức sinh lời thấp sang với những cái mảng tín dụng mà có cái độ an toàn và mức sinh lời tốt hơn. Cụ thể đó là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã chuyển dịch dần từ việc là tăng trưởng tín dụng tập trung vào khách hàng tổ chức sang tăng trưởng tín dụng tập trung vào khách hàng cá nhân. Và cái việc tăng trưởng tín dụng chuyển đổi như thế này thì không những là nó giúp cho Liên Việt có thể mang lại một cái nguồn thu tốt hơn bởi biên cái lợi nhuận của cái việc khách hàng cá nhân
thì bao giờ nó cũng sẽ cao hơn so với biên của khách hàng doanh nghiệp. Và một cái nữa là khách hàng cá nhân nếu như họ đã sử dụng một sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đặc biệt sản phẩm tín dụng, thì họ có xu hướng sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ khác, thì cái nguồn thu của chúng tôi là nguồn thu từ dịch vụ, giờ nó cũng sẽ có những cái cải thiện. Dù tín dụng đang có sự dịch chuyển tích cực, song các ngân hàng thương mại cũng không nên chủ quan trong điều hành chính sách tín dụng nửa cuối năm 2018. Tôi cho rằng là đứng ở phía ngân hàng thì cần phải quản lý chặt chẽ các cái dòng vốn đầu tư cho bất động sản và chứng khoán. Bởi vì hai cái khu vực đó nếu như tạo ra cái tăng trưởng nóng thì sẽ tạo sức hút rất lớn. Sức hút này không chỉ làm cho rủi ro cái nguồn vốn ngân hàng mà nó còn hút vốn trong dân cư, trong các doanh nghiệp vào khu vực đó. Nó làm thiếu nguồn vốn cho khu vực kinh doanh khác. Do vậy nên là ngân hàng thì không nên bơm vốn, thổi vốn để giúp cho các khu vực này nó tăng trưởng nóng. Và nếu như mà chúng ta đánh giá là sức khỏe của hệ thống ngân hàng được cải thiện, thanh khoản được cải thiện thì cũng là đến lúc là thay vì áp đặt các cái mệnh lệnh hành chính thì điều hành chính sách tín dụng nên dựa vào thị trường nhiều hơn là mệnh lệnh hành chính. Được biết từ nay cho đến cuối năm, các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời đưa ra các gói cho vay với lãi suất ưu đãi dành cho các doanh nghiệp. Đơn cử như tại Nam Á Banh, đến thời điểm này dư nợ 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên của ngân hàng chiếm tỷ trọng 29% trên tổng dư nợ và đang tiếp tục đưa vốn vào lĩnh vực này trong những tháng cuối năm. Tương tự, OCB đang thực hiện thí điểm cho nông dân ở tỉnh Vĩnh Long vay với lãi suất 6% một năm. Mục tiêu năm 2018 tăng trưởng tín dụng đạt 17%. Với kết quả đạt được trong nửa đầu của năm nay, liệu mục tiêu này có được hiện thực hóa hay không? Phóng viên kênh truyền hình VTV đã tổng hợp một số ý kiến về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Tín dụng thực ra thì theo số liệu của ngân hàng nhà nước tăng trưởng hết 6 tháng đầu năm ở cái mức là khoảng 8%. Và mức này nó hơi thấp hơn một chút so với mức 9% của năm trước, nhưng mà cũng bằng mức 8% của năm 2016. Và tôi cho rằng là với cái đà này thì cả năm cũng có thể tăng trưởng ở mức là khoảng 16-17%. Và tôi cho rằng là 6 tháng đầu năm thì thường là cái tỷ lệ tăng trưởng nó luôn luôn thấp hơn 6 tháng cuối năm. Cho nên nếu như mà tổng số với cái tốc độ như thế thì bình thường cuối năm cũng vẫn có thể đạt được những cái chỉ tiêu đặt ra. Có thể các doanh nghiệp họ vẫn còn chần chừ, họ vẫn còn nghe ngóng để kỳ vọng một cái sự khởi sắc tốt hơn của cái thị trường cũng như là nền kinh tế nói chung. Và với một cái xu hướng, một cái chu kỳ là thông thường cái hoạt động cho vay liên quan đến đầu tư sản xuất kinh doanh sẽ đẩy mạnh vào cuối năm. Đặc biệt là cái xu hướng cuối năm thì nhu cầu tiêu dùng cũng nhiều hơn. Do vậy mà cho vay trong lĩnh vực thương mại, cho vay lĩnh vực sản xuất tiêu dùng cũng sẽ được đẩy mạnh. Mục tiêu từ đến cuối năm mặc dù ta đặt ra là từ 16-17%, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tăng trưởng tín dụng bằng cái mục tiêu đó. Bởi vì cái tăng trưởng tín dụng nó sẽ là một cái luồng gọi là bơm tiền tệ cho cái sự tăng trưởng nền kinh tế. Nếu nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt thì không nhất thiết phải đòi hỏi cái nguồn tăng trưởng tín dụng quá cao. Tôi cho là tăng trưởng tín dụng của năm 2018 thì nó không nhất thiết phải ở cái mức như là những năm trước đây mà chính phủ chỉ đạo là phải 21-22%. Cái tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng để tránh vài ba năm nữa lại cái hậu quả là nợ tiềm ẩn xấu lại phải xử lý như hiện tại. Do đó là theo tính toán của tôi thì tăng trưởng tín dụng năm 2018 chỉ ở xoay quanh cái mức là 16-17%. Ban đầu thì tôi cũng nghĩ rằng là nó chỉ khoảng 15.6%, nhưng mà để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng cũng như là thực hiện nhiều vấn đề mà xã hội đặt ra thì tăng trưởng tín dụng năm 2018 vẫn phải khoảng 16-17%. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.